Quan chức điều hành của Gazprom cho biết, tập đoàn năng lượng của Nga vẫn đang chờ để nhận một tô bin của công ty Siemens Energy cho đường ống dẫn khí Nord Stream 1 đổ lỗi cho phía Đức về sự chậm trễ này. Quan chức điều hành tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, tập đoàn này tính toán là sẽ nhận được một động cơ đã được sửa chữa của công ty Siemens Energy vào khoảng tháng 5, nhưng cho đến hôm nay họ vẫn chưa nhận được động cơ này. Cũng theo vị quan chức, có nhiều tua bin nữa cần được sửa chữa nhưng Siemens Energy không đưa ra thông tin để giải quyết những vấn đề này. Trong khi đó, Siemens Energy khẳng định rằng việc vận chuyển tua bin bảo dưỡng có thể khởi động ngay lập tức. Tuy nhiên, những gì còn thiếu là các chứng từ hải quan nhập khẩu vào Nga. Gazprom với tư cách là khách hàng bị yêu cầu cung cấp những thông tin đó. Trước đó, Nga Nga đã viện dẫn các vấn đề về tua bin là lý do để cắt giảm một nửa nguồn cung khí đốt sang châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 từ 40% xuống còn 20% công suất. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov mới đây cho biết, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đang cung cấp lượng khí đốt tối đa có thể. Ngày 27 tháng 7, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, tập đoàn năng lượng Gazprom của nước này đang cung cấp lượng khí đốt tối đa có thể và việc liên hệ khối lượng cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu với việc gỡ bỏ trừng phạt là sai lầm, ông Peskov nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt của châu Âu đã làm hạn chế đáng kể khả năng kỹ thuật để bơm tối đa lượng khí đốt có thể và khi công tác bảo trì được hoàn thành thì Gazprom sẽ có thể bơm khí đốt nhiều hơn. Trước đó, Gazprom cho biết lượng khí đốt sẽ giảm xuống 33 triệu mét khối một ngày, tương đương 20% công suất bình thường, bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 do tập đoàn cần dừng hoạt động tua bin khí tại một trạm nén theo chỉ thị của cơ quan giám sát. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo, thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine có thể sụp đổ nếu trở ngại với xuất khẩu nông sản Nga không được dỡ kịp thời thứ trưởng ngoại giao nga cho biết các chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên từ ukraine sẽ sớm được rời cảng và ông hy vọng thỏa thuận ngũ cốc do thổ nhĩ kỳ làm trung gian sẽ được duy trì tuy nhiên ông cảnh báo thỏa thuận có thể gặp vấn đề và sụp đổ nếu những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của nga không được tháo gỡ đồng thời với việc vận chuyển ngũ cốc ukraine do hai văn kiện được ký cùng lúc với vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, thỏa thuận ngũ cốc được Nga và Ukraine ký ngày 27 tháng 7 tại thành phố Istanbul. Theo thỏa thuận, nhóm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc sẽ giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine trước khi chúng đi ra tuyến đường được vạch sẵn trên biển đen để qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu ra thế giới. 90 trong số 96 tỉnh ở Pháp đã phải hạn chế sử dụng nước do hạn hán khi nắng nóng cực đoan và lượng mưa thấp gây ra tình trạng thiếu nguồn cung nước ở nhiều khu vực. Pháp áp đặt hạn chế sử dụng nước do hạn hán, chỉ có một số tỉnh ở nước này, trong đó có vùng thủ đô Paris là không cần hạn chế. Nhưng biện pháp hạn chế sử dụng nước nghiêm ngặt nhất, trong đó có cấm sử dụng nước tới tiêu cho nông nghiệp, đang có hiệu lực ở khu vực phía tây bắc, lưu vực sông Loire, cũng như ở khu vực phía đông nam sông Rhône. Những khu vực phía tây nam của các con sông Tan và Lót hiển thị màu đỏ, mức cao nhất trên bản đồ hạn hán được ký hiệu bằng màu sắc, trong khi vùng núi Alps thường xanh tươi trước đây, hiện đang trải qua tình trạng khô cạn nghiêm trọng. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Pháp, nước này đang trải qua mùa xuân khô cạn nghiêm trọng thứ ba trong lịch sử, chỉ sau các năm 2011 và 1976 với lượng mưa giảm 45% so với mức trung bình. Sau đây là những thông tin công nghệ đáng chú ý. Mới đây Sony Việt Nam chính thức ra mắt dòng tai nghe Inzone dành riêng cho game thủ đã khiến cho cộng đồng yêu công nghệ Việt không khỏi mong chờ. Theo đó, đây là dòng tai nghe giúp game thủ PC nâng cao giác quan và khai thác tối đa kỹ năng chơi game của mình. Tích hợp công nghệ âm thanh 360 Spatial Sound dành cho gaming cùng hiệu năng vượt trội, dòng sản phẩm tai nghe Inzone mang đến cho người dùng chất lượng âm thanh xuất sắc nhất, giúp game thủ nhập vai hoàn toàn vào những pha hành động, đồng thời giữ được sự tập trung cao nhất để mang về cho mình chiến thắng. Thiết kế của cả ba mẫu tai nghe thuộc dòng Injo này của Sony đều được cải thiện theo hướng giúp game thủ có thể thoải mái sử dụng hàng giờ mà không sợ bị khó chịu. Việc sở hữu phần đệm rộng và mềm phân bổ lực đều lên phần tiếp xúc với đầu của người đeo cùng với phần đệm tai được thiết kế để giảm tối đa áp lực lên tai của người dùng thông qua việc tối ưu các điểm tiếp xúc giúp game thủ có thể trải nghiệm trong thời gian liên tục. Ubisoft vừa hủy bỏ tựa game Splinter Cell VR dự kiến sẽ ra mắt độc quyền trên kính VR của Meta. Theo TechRadar, việc hủy bỏ Splinter Cell VR đã giáng một đòn chí mạng vào những người sở hữu Oculus Quest 2 vì họ sẽ không thể có cơ hội trải nghiệm trò chơi nhượng quyền VR rất được yêu thích này nữa. Bên cạnh đó là ngân sách và chuyên môn mà một studio AAA như Ubisoft có thể mang lại. Quả thực đây là một thất vọng lớn đối với những người hâm mộ Splinter Cell. Tin tức này đến từ một cuộc gọi thu thập của Ubisoft nơi CEO Guillemot thông báo rằng Splinter Cell VR Ghost Recon Frontline và đó chơi không thông báo khác đang bị loại bỏ. Phần cuối của chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Nếu bạn từng thất bại, nếu bạn không hài lòng với tiến độ dự án, hay nếu bạn nghĩ rằng dự án của mình thành công nhưng nhẽ ra có thể tốt hơn, bạn có thể nghĩ rằng mình cần cố gắng hơn nữa. Nhưng vấn đề của bạn rất có thể không phải là sự thiếu cố gắng, vì bạn chưa có lối tư duy, kỹ năng và công cụ đúng đắn để quản trị một dự án thành công. Trong trường hợp như vậy, cuốn sách Tinh hoa quản trị dự án dành cho quản lý dự án không chuyên có lẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn, những nhà quản lý dự án không chuyên. Khác với những cuốn sách dạy về quản trị dự án thường chứa các quy trình rất phức tạp và ngôn ngữ hàn lâm, cuốn sách Tinh hoa quản trị dự án dành cho quản lý dự án không chuyên được viết tập trung vào hai ý tưởng: quản trị dự án là công việc phổ biến của thế kỷ 21 và quản trị dự án không phải là quản trị một quá trình mà còn là sự lãnh đạo con người. Sau đó, cuốn sách cung cấp cho bạn những giải pháp thiết thực và tiến trình đơn giản để quản trị dự án thành công, từ khởi tạo, hoạch định, thực thi, giám sát và kiểm soát đến hoàn thành dự án. Đặc biệt, cuốn sách nhấn mạnh việc lãnh đạo con người trong quản trị dự án, bởi người lao động trong thế kỷ 21 được các tác giả định nghĩa là những người tri thức, dùng trí tuệ để làm việc, những người tình nguyện mà bạn không được và không thể kiểm soát. Thủ tướng vừa phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến 2030, dự kiến sau 10 năm, Việt Nam sẽ xây dựng được 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển tại những khu vực vùng biển và ven biển có lợi thế gắn với việc xây dựng thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, trong đó Việt Nam sẽ có 3 đến 4 trung tâm kinh tế biển mạnh hàng đầu Đông Nam Á vào 2030. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại cụm liên kết ngành và trung tâm kinh tế biển sẽ cao hơn mức chung cả nước 1 đến 2 lần. Theo đánh giá gần đây của tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Rating, kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng, dự báo GDP sẽ đạt 6,5% trong năm nay và tiếp tục tăng trong năm sau. Hầu hết các thách thức đối với sự tăng trưởng hiện nay đến từ các yếu tố vĩ mô bên ngoài, tiêu dùng nội địa sẽ là một trong những yếu tố chính dẫn dắt đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới khi sức mua liên tục tăng theo các quý kể từ quý 3 năm ngoái. Mới đây, Ngân hàng Standard Charter đã dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 10,8% trong quý 3 và 3,9% trong quý 4, đưa tăng trưởng GDP cả năm 2022 đạt 6,7%. Các chuyên gia kinh tế của Standard Charter dự báo ngân hàng nhà nước sẽ giữ lãi suất chính sách ở mức 4% trong năm 2022 để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như quá trình tăng trưởng của nền kinh tế mặc dù lạm phát đang gia tăng, giá nhiên liệu gia tăng, trong khi đó giá các mặt hàng khác trong rổ lạm phát vẫn ở mức khá thấp, áp lực giá cả nhất là thực phẩm và nhiên liệu có thể sẽ tăng vào nửa cuối năm 2022 và trong năm 2023. Theo nhận định của các chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á, kỳ lân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tiếp theo của châu Á và Thái Bình Dương có thể đến từ Việt Nam khi nền móng để xây dựng một số hệ sinh thái vững chắc có thể hỗ trợ những doanh nghiệp này đang được tiến hành thuận lợi. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết, mục tiêu dài hạn của chính phủ Việt Nam đối với lĩnh vực công nghệ là thu hút tri thức, các tổ chức cá nhân và doanh nhân có thể góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, đồng thời tham gia vào tạo lập các công ty khởi nghiệp thành công. Chính phủ Việt Nam đã có đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tác quốc gia đến năm 2025 với mục tiêu phát triển 600 doanh nghiệp vào năm 2025 và 100 doanh nghiệp trong số đó được gọi vốn đầu tư với tổng giá trị ít nhất là 2.000 tỷ đồng. Các chuyên gia cũng cho rằng, để tạo thuận lợi cho quá trình này, Việt Nam đã bắt đầu tập hợp những yếu tố chủ chốt, ví dụ như các ưu đãi khuyến khích về chính sách và tài chính để tạo ra và xây dựng thế hệ kỳ lân khởi nghiệp tiếp theo của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với hầu hết các khu vực kinh tế phát triển. Đây là cơ hội để Việt Nam mở rộng phát triển thị trường, khẳng định vị thế tiềm năng, thế mạnh ngành hàng nông, lâm, thủy sản. Hiện cả nước có trên 7.500 doanh nghiệp có cơ sở chế biến sâu. Lượng hàng hóa nông lâm thủy sản của Việt Nam là rất lớn, công suất nhà máy chế biến chưa đáp ứng được nhu cầu dẫn đến tình trạng hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt vào vụ mùa hay bị ứ động, máy chạy không kịp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị doanh nghiệp cần chú trọng tập trung sản xuất sản phẩm có chất lượng, đặc biệt đầu tư đích đáng cơ sở chế biến, kho bãi bảo quản nông, thủy sản. Ngoài ra doanh nghiệp nên tập trung ưu tiên chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu, tránh tình trạng bị gian lận thương mại. Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã gửi công văn tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu về việc quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu. Doanh nghiệp có lô hàng bị phát hiện virus SARS-CoV-2, cơ quan thẩm quyền Trung Quốc sẽ kiểm tra trong vòng 1 đến 2 tuần kể từ ngày có thông báo cảnh báo. Trường hợp doanh nghiệp không bố trí kiểm tra theo thời hạn trên sẽ bị xem xét dừng thông quan lô hàng nhập khẩu cũng như hủy tư cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp. Trường hợp có lô hàng bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các nội dung liên quan bao gồm cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp để phục vụ cho việc kiểm tra trực tuyến theo đúng thời hạn yêu cầu của cơ quan thẩm quyền Trung Quốc. Và Vasep khuyến cáo các doanh nghiệp thủy sản cần tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống COVID-19 tại nhà máy, đồng thời chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan theo yêu cầu kiểm tra trực tuyến của cơ quan thẩm quyền Trung Quốc. Theo các chuyên gia Cushman và Wakefield, trong khi chủ đầu tư trong nước tích cực mua lại loạt dự án khu đất khủng, nhà đầu tư ngoại cũng tăng đầu tư vào bất động sản Việt Nam với số vốn FDI đứng thứ hai nửa đầu năm nay. Cushman and Wakefield cho biết, kết thúc hai quý đầu năm, Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới với 10,06 tỷ đô la Mỹ vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, trong đó bất động sản là phân khúc đứng thứ hai, chiếm khoảng 26% tổng vốn với các nhà đầu tư hàng đầu đến từ Singapore, Nhật Bản, Đan Mạch, Trung Quốc và Hàn Quốc, bất động sản văn phòng công nghiệp và khu đất phát triển giá lần lượt chiếm 39, 35 và 26% tổng giá trị các thương vụ. Trong khi các nhà đầu tư trong nước thường ưu tiên mua lại các khu đất để phát triển dự án, thì nhà đầu tư nước ngoài lại chủ yếu tập trung vào các dự án hoạt động tạo ra lợi nhuận tốt hoặc liên danh với đối tác nội địa danh tiếng. Sự phát triển của quỹ đầu tư tư nhân đang cung cấp nguồn vốn dồi dào cho các thương vụ M&A. Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt trên 15,4 tỷ đô la Mỹ, bằng xấp xỉ 93% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, thông tin truyền thông. Trong phiên giao dịch mới nhất ngày 27 tháng 7, ngân hàng nhà nước tiếp tục bơm dòng mạnh 15.000 tỷ đồng thông qua đấu giá trên thị trường mở. Kết quả cho thấy 11 trên 16 thành viên tham gia trúng thầu, gần như toàn bộ lượng chào bán. Trước đó vào các phiên 25 tháng 7 và 26 tháng 7, hệ thống ngân hàng cũng được bơm ra lần lượt 10.000 tỷ và 15.000 tỷ. Như vậy, ngân hàng nhà nước đã bơm dòng khủng 40.000 tỷ đồng chỉ sau 3 phiên giao dịch gần nhất. Đây là sự đảo chiều lớn trong điều hành thị trường của các cơ quan quản lý khi trong tuần cuối tháng 6 và đầu tháng 7, ngân hàng nhà nước vẫn hút mạnh hơn hàng trăm nghìn tỷ đồng về qua kênh tín phiếu do thanh khoản dồi dào. Mới đây, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã thông tin bước đầu về việc cơ quan nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 vì thiếu thông tin về nơi sinh. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho rằng sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan này đang cùng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Đức qua con đường ngoại giao. Cục khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định và đúng quy chuẩn quốc tế. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Sở Du lịch Hà Nội, tháng 7 năm 2012, khách du lịch quốc tế và nội địa tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,94 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt khách, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 141.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6,15 nghìn tỷ đồng. Tính trong tháng 7 năm 2012, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 đến 5 sao ước đạt khoảng 41,7%. Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 56.830 tấn, trị giá 103,43 triệu đô la Mỹ, tăng 62,4% về lượng và tăng 62,5% về trị giá so với cùng kỳ 2021. Giá xuất khẩu bình quân đạt 1.820 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ 2021. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư số 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13 2018 sẽ bãi bỏ giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng bản sao trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu. Đặc biệt, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng được sửa đổi giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Quan chức điều hành của Gazprom cho biết, tập đoàn năng lượng của Nga vẫn đang chờ để nhận một tua bin của công ty Siemens Energy cho đường ống dẫn khí Nord Stream 1 đổ lỗi cho phía Đức về sự chậm trễ này. Quan chức điều hành tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, tập đoàn này tính toán là sẽ nhận được một động cơ đã được sửa chữa của công ty Siemens Energy vào khoảng tháng 5, nhưng cho đến hôm nay họ vẫn chưa nhận được động cơ này. Cũng theo vị quan chức, có nhiều tua bin nữa cần được sửa chữa nhưng Siemens Energy không đưa ra thông tin để giải quyết những vấn đề này. Trong khi đó, Siemens Energy khẳng định rằng việc vận chuyển tua bin bảo dưỡng có thể khởi động ngay lập tức. Tuy nhiên, những gì còn thiếu là các chứng từ hải quan nhập khẩu của Nga. Gazprom với tư cách là khách hàng bị yêu cầu cung cấp những thông tin đó. Trước đó, Nga Nga đã viện dẫn các vấn đề về tua bin là lý do để cắt giảm một nửa nguồn cung khí đốt sang châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 từ 40% xuống còn 20% công suất. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov mới đây cho biết, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đang cung cấp lượng khí đốt tối đa có thể. Ngày 27 tháng 7, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, tập đoàn năng lượng Gazprom của nước này đang cung cấp lượng khí đốt tối đa có thể và việc liên hệ khối lượng cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu với việc gỡ bỏ trừng phạt là sai lầm, ông Peskov nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt của châu Âu đã làm hạn chế đáng kể khả năng kỹ thuật để bơm tối đa lượng khí đốt có thể và khi công tác bảo trì được hoàn thành thì Gazprom sẽ có thể bơm khí đốt nhiều hơn. Trước đó, Gazprom cho biết lượng khí đốt sẽ giảm xuống 33 triệu mét khối một ngày, tương đương 20% công suất bình thường, bắt đầu từ ngày 27 tháng 7, do tập đoàn cần dừng hoạt động tôi bin khí tại một trạm nén theo chỉ thị của cơ quan giám sát. Thứ trưởng Ngoại giao nga cảnh báo, thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine có thể sụp đổ nếu trở ngại với xuất khẩu nông sản nga không được dỡ kịp thời. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết các chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine sẽ sớm được rời cảng và ông hy vọng thỏa thuận ngũ cốc do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian sẽ được duy trì. Tuy nhiên, ông cảnh báo thỏa thuận có thể gặp vấn đề và sụp đổ nếu những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga không được tháo gỡ, đồng thời với việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine do hai văn kiện được ký cùng lúc. Với vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, thỏa thuận ngũ cốc được Nga và Ukraine ký ngày 27 tháng 7 tại thành phố Istanbul. Theo thỏa thuận, nhóm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc sẽ giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine trước khi chúng đi ra tuyến đường được vạch sẵn trên biển đen để qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu ra thế giới.